Chào các bạn trở lại với LPL Việt Nam Official. Như vậy chúng ta cần ván thứ 3 giữa hai đội đó là LGD và Suning để phân định thắng bại trong cặp đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Một cái thắng lợi rất là quan trọng ở ván đấu vừa rồi dành cho Suning với những sự điều chỉnh của họ như đoạn cắm mà chọn. Và phải nói rằng khi mà có những cái đường thuận lợi, khi mà SOFM có được cái nhịp farm tốt thì khoảng đoạn giữa của ván đấu Suning vẫn biết cách làm tốt về đội hình tranh tốt của họ. Một trận đấu mà nửa trên của Suning đã làm rất tốt. Cái trận đấu vừa rồi thì cảm giác là những tình huống móc của On nó vào tường và vào mắt của người xem hơi nhiều, cho nên cảm giác là tác động của bộ đội đường dưới chỉ đơn giản là Huân Phên làm tốt ở khu vực đường dưới mà thôi. Còn On thì những tình huống thủy lao tầm gì của anh ta cũng là ổn, nhưng mà những tình huống móc của anh ta, nếu như bên phía của Suning không có được lợi thế lớn như vậy thì có vẻ là bản thân On đã phải nằm xuống trước rồi. Còn đây là MVP của trận đấu, đó chính là vị trí của Angel với những pha lao vào, và đặc biệt là tình huống hang rồng thứ tư của ván đấu là một tình huống đá thẳng Kramer về với các thành viên của Suning. Đây chính là pha này, là một pha đá thẳng Kramer ngược về và ngay lập tức là sập có được mạng của Kramer. Một cái đường kiến tạo, đường truyền về rất là đẹp đến từ phía của Angel giúp cho phía của Suning có được cái thắng lợi trong pha này và dẫn đến những thắng lợi những tình huống sau. Vì cái lượng trang bị của họ gia tăng một cách rất là đột biến. Ở những vị trí quan trọng kiểu như Bin hay như Angel đều có lượng tiền cộng thêm giúp cho họ khả năng chống chịu tốt. Và đây cũng là pha tranh rất là quan trọng. Bạn thấy rằng Angel được chơi ở dàn sau, anh ta đứng ở phía trong đảm bảo được SOFM sẽ được gây sát thương, và anh ta liên tục hỗ trợ đội của mình bằng cách là hộ thể và gây sát thương. Và lượng máu của anh ta gần như không bao giờ tụt xuống con số đó khoảng 50% được cả, vẫn luôn luôn giữ một lượng máu rất là cao và anh ta hoàn toàn không sợ sát thương của đối phương. Đến những pha này thì bạn thấy rằng khi bên phía kia đã không còn chiêu nữa, khi mà đã không còn sát thương nữa, Angel gần như vô cùng khỏe. Vào pha ranh mà anh ta có trọn vẹn hết tất cả những điểm hạ gục, có được con rồng dành cho anh phía của Suning nữa, một thắng lợi trong ván đấu thứ hai là một điều cũng có tinh thần rất tốt cho Suning. Nhưng trở lại với LGD thì có những cái thời điểm họ có vẻ như làm tốt hơn so với là Suning một xíu khi mà họ có được hai con rồng, nhưng ở những pha ranh quan trọng thì phải nói rằng cái thời khắc quan trọng nhất nó tỏa sáng đến từ Angel. Hai trận đấu liên tục là bản thân của Venus cầm do mình, đó chính là Nocturne. Có vẻ là anh ta đang là người chơi Nocturne, nghĩa là con Nocturne là con tướng thuận tay của anh ta. Còn trong khi đó phía bên kia Suning ba lượt cắm đầu tiên, Diego, Riton và Akali, cái sự thay đổi về lượt cắm thì vẫn không có sự thay đổi quá nhiều, và quyết định tiếp tục của Suning có thể sẽ là Lee Sin thêm một lần nữa. Họ đang có hai lựa chọn, họ có quyền chọn Lee Sin sau, nhưng mà quyết định cuối cùng của họ là chọn trước Lee Sin, rồi sau đó có thể một là Lena, hai là Rumble. Để xem Suning sẽ khóa lại cái gì đây khi Infinity có Nocturne. Ván đầu tiên thì Nocturne trong tay của CN, trong ván thứ hai thì Nocturne nằm trong tay của Bin. Trong khi đó thì ván này không biết liệu Nocturne trong tay của Phoenix hay là của Bin nữa, của CA nữa. Còn với Suning thì họ khóa lại đó là con Set, như vậy là Set và Lee Sin. Chúng ta vẫn chưa biết được đây là con Set đi đường giữa hay khu vực đường trên, tại vì con Lee Sin này hoàn toàn sẽ xuất hiện khu vực rừng này trong tay của SOFM. Diana vẫn còn nha. Về cơ bản thì họ vẫn có thể hoán là con Set ở khu vực trên, Lee Sin khu vực rừng giữa. Đó là hai con đường đơn có thể đổi với nhau. Và Diana đi rừng dành cho SOFM trong ngày thi đấu mà có thể sự lựa chọn dành cho anh phía anh ta là một con Diana mà thôi. Nhưng đang để đó là Rumble để xem sự lựa chọn khóa lại như thế nào. Còn LGD thì họ đã khóa trước đó là Silas, thêm cái đó là Volibear. Như vậy sẽ là con Nocturne khu vườn trên, Volibear rừng và thêm cả Silas khu rừng giữa dành cho LGD. Đội hình này thì khả năng mở lần này là tốt hơn rất là nhiều dành cho LGD nữa. Họ khả năng mở và dàn sâu đối phương khi mà có loài thần nhiễm thế kết hợp thêm cái đó là hoàng tử. Trong 3 trận đấu liên tục mà bên, không chính xác là 2 trận đấu liên tục mà bên phía của Suning họ cắm vào 3 con tướng là Riton, Viego và Akali, thì họ liên tục để họ đó chính là con Silas. Khi mà Silas được chọn thì bên phía của LGD sẽ có những cái công cụ mở khá là tốt với những chiếc quân ngược trở lại, đặc biệt là mưa tên lửa và nổ lông cước thì có lẽ sẽ là những tình huống ưu tiên, và thậm chí nó phần nào đó khắc chế cái việc là bên phía của Suning chọn những vị tướng có khả năng mở tốt ở khu vực hỗ trợ như là Rell, như là Nautilus. Và trận đấu vừa rồi thì CA cũng có những tình huống bắt chiêu cuối và khá là đẹp, nhưng mà cái sát thương đầu ra đến từ phía LGD để có thể follow lại cái pha tạo tiền đề của CA nó là không có, khi mà Kramer với sải tay của một Kalista là không quá cao, nên khi mà anh ta dấn lên cao anh ta sẽ bị tiếp cận ngay lập tức. Nên khi mà CA mặc dù có những tình huống cướp trang mờ của Sợp rồi sau đó lao vào thì sát thương lại không đủ. Về mặt tính chất đi đường hiện tại thì LGD lần này họ có một đường thắng và một đường thua. Không phải là thua mặt chất tướng, nhưng mà cái khoảng đoạn đầu tiên đẩy đường sẽ nhỉnh hơn một xíu dành cho những quy tướng mà họ chọn. Ở khu vườn trên thì bạn theo ván đấu trước, cái kèo này là kèo mà Nocturne sẽ làm tốt hơn so với là con Set khá là nhiều với khả năng đẩy đường.
Trong khi đó khu vườn giữa thì nó sẽ có con Lee Sin lợi thế hơn so với con Salad. Chứ ván trước bên phía LGD họ chọn đó là cả Salad lẫn Seth thì cái khả năng đẩy đường của họ vô cùng hạn chế. Lần này thì ít nhất là có một đường trên có khả năng đẩy, đường giữa có thể thu thiệt một xíu đến từ LGD trong cái kèo là Salad và thêm cả Lee Sin như thế này. Nhưng còn trở về cặp đôi khu vườn dưới, Crash đã bị cấm thì không biết liệu Kramer có tự tin chọn cho mình Aphelios hay không. Aphelios vẫn được chọn, nhưng lần này nó đi cặp với là cả đó là con Leona, hoặc cũng có thể là Kama hay là Nautilus đây. Cái áp lực của một con Kai'Sa khoảng thời gian bắt đầu vào Aphelios, thậm chí là cái áp lực của Aphelios lớn hơn khi mà Aphelios với những tình huống xuống hỏa ngục thì anh ta sẽ có một cái khả năng câu rễ, và thậm chí là những tình huống xuống thiên lý thì hoàn toàn out tập so với Inferno phía bên kia. Quyết định cuối cùng đến từ bên phía của LGD là sẽ dùng một chiêu cuối có thể cố định được một con tướng có khá nhiều đội cơ động như là Kai'Sa, đó là cái thứ là tập nhiệt. Còn bên phía Suning thì có vẻ Brom, một chức tướng có khả năng phá giao tranh cực tốt, sẽ có thể được có trong đội hình của Suning, nhưng mà quyết định cuối cùng của họ là muốn bổ sung khả năng giao tranh tổng, đó là Rail, đó là Rakan. Thì quyết định của On sẽ là Rail, vừa có chống chịu vừa có khả năng mà giao tranh, và cái đột biến của con Rail nó cũng có thể là cao hơn một chút, khi mà Rakan nó thì phải bật cái bộ pháp thần tốc của mình từ xa, còn Rail thì đôi khi là tốc biến vào và dùng cái sức kinh hoàng sẽ tạo được một bất ngờ rất là lớn với đối phương. Với những sự lựa chọn đến từ Suning thì khi nãy họ có khá nhiều sự lựa chọn để cân nhắc giữa Brom, giữa Rail và thêm cả đó là Rakan. Thì con Rail thật ra cái nhịp mở của bạn sẽ không đột biến bằng con Rakan, khi mà con Rakan có thể tiếp cận được khá nhiều người. Con Rail có thể giữ được 2-3 người, nhưng cái nhịp mở của một con Rail bạn cần cái khả năng tiếp cận vào và như đối phương chặn được thì con Rail rất là dễ bị hạ gục. Trong khi đó thì nếu bây giờ bạn chọn Brom, gần như bạn chọn cái đường thua rất là nặng khu đường dưới. Brom không phải là vị tướng giúp sở bạn đi đường thắng, Brom là vị tướng giúp sở bạn có được sự an toàn. Nhưng nếu đây là con tướng yếu khoảng đại ban đầu như con Kai'Sa thì cái khả năng lấn lướt đến từ Aphelios thêm cả Nautilus sẽ rất là cao so với là Brom và Kai'Sa. Họ không muốn một đường thua, ít nhất là con Rail cũng có được những tình huống đáp trả lại phần ở đó thì cũng bớt được áp lực đến từ phía Nautilus. Để xem cái khởi đầu như thế nào từ hai người chơi rừng. Tại vì ván đấu trước là một ván đấu mà rất khó cho Shadow để có thể găng ra cả hai đường. Anh ta có hai đường bị đẩy và hiệu ứng khống chế không phải là quá nhiều đến từ bên phía những vị tướng đi đường của anh ta. Nhưng lần này khi chọn cho mình đó là Volibear rừng, anh ta đã có một hiệu ứng khống chế rồi và kết hợp với khả năng đi đường từ hai vị tướng đường của anh ta. Thì về cơ bản lần này đây có thể là một con tướng giúp cho Shadow gây được áp lực sớm khoảng gian ban đầu. Rồi, bây giờ thì trận đấu quyết định giữa Suning và LGD ở tại EVL mùa hè 2021. Và cái tính chất của trận đấu này thì chúng ta nhắc lại, đó chính là LPL không có lượt đi và lượt về, chỉ đối đầu duy nhất với nhau một lần, nên chiến thắng là rất quan trọng. Khi mà đối đầu trực tiếp như thế này thì bên phía đội nào cũng cần một cái chiến thắng nhất định ở trong trận đấu này. Và đội hình cuối cùng của cả hai đội tính chất là gần như tương tự nhau, khi mà họ có công cụ mở giao tranh rất nhiều đến từ cả hai bên, và khả năng bắn về sau của hai xạ thủ là gần như rất cao. Kai'Sa thì ở khoảng thời gian giữa ván đấu nó sẽ có một cái lượng đột biến về mặt sức mạnh hơn một chút so với Aphelios, nhưng mà Aphelios càng về sau thì nó sẽ lại càng mạnh mẽ. Nhưng khoan, thấy rằng con Lee Sin ở đường trên nó có pin chứ không phải là con Seth. Như vậy là họ không muốn kèo thua khu vườn trên, nhưng khoan đã finish, người ta gặp nguy hiểm rồi nha. Đã nâng quy đến từ pin luôn, không có lập chậm. Con Lee Sin đi đường nâng quy là con Lee Sin mà bạn sẽ rất là lỗ khả năng đẩy lính. Finish thì anh ta đang hơi thấp máu một xíu. Nhưng nếu như mà anh ta canh được lính di chuyển ra, kết hợp thêm cả đó những tình huống mà anh ta kết hợp với nội tại thì cái khả năng hồi phục của anh ta sẽ có mà thôi. Nhưng còn khu vườn dưới thì có tình huống ông Hoàng phân thêm cả On là hai người muốn đứng đợi trong cái bụi này để tình huống tấn công của đối phương. Nhưng chấm hỏi được nhảy vào đến từ LGD, họ biết đối phương đứng ở đây cho nên không bất ngờ đến từ LGD. Vì vòng rừng của Sharp đã bị lộ ở khu vực trên bản đồ với tình huống cắm mắt vừa rồi của Phoenix, nên hiện tại thì LGD họ biết rõ là các thành viên Suning đang làm gì. Tuy nhiên, đợt lính sẽ là đẩy trước dành cho bên phía của Suning, và với vòng rừng như thế này thì khả năng can thiệp của Shadow ở khoảng thời gian ban đầu là rất là khó, cho nên bên phía của Suning sẽ tạm thời có được nhịp đẩy ở khu vực đường dưới. Trong khi đó, khu vực đường giữa, bên phía Enzo anh ta tự tin nâng cho mình đó chính là chinh phục để có thể gia tăng khả năng giao tranh ở giai đoạn về sau của ván đấu, chứ không phải là bước chân thần tốc để có thể tìm kiếm cơ hội hồi phục. Anh ta nghĩ rằng là mình sẽ trở nổi tốt hơn so với CA phía bên kia. Như nói thì nếu như bạn để set khu vừa trên đến đầu bên Norton, Norton có lợi thế khá là nhiều.
Trong khi đó thì khu vườn giữa Lee Sin có lợi thế, nhưng có vẻ như họ không cần vị tướng khu vườn giữa có quá nhiều lợi thế. Họ cần vị tướng có khả năng, chỉ cần farm khu vườn giữa đó chính là con Seth mà thôi. Và mang Lee Sin lên khu vườn trên để đến giai đoạn bắt đầu giữa ván đấu, khi con Lee Sin có tốc độ đẩy rất là cao, giúp cho bạn khả năng kiểm soát được cánh dễ dàng hơn. Và ý đồ đến tình phía của Suning có vẻ đánh đường cánh nhiều hơn so với đánh đường đơn, đánh đường giữa của mình. Còn con mắt vừa rồi được cắm đến từ Angel cũng có ý đồ rất là tốt. Anh ta canh cái thời điểm đối phương sau khi ăn xong 3 bãi. Nếu như phía bên kia ăn khởi đầu 3 bãi phía trên thì sẽ là một tình huống mà di chuyển xuống phía này muốn tấn công sẽ bị phát hiện. Nhưng pha vừa rồi là biết được rằng khởi đầu đến từ Shadow là khu vực vừa đỏ, khi mà cặp đôi đường dưới đến từ Kramer và Mark di chuyển vào hỗ trợ thì đó cũng là cái pha mà biết được cái hướng di chuyển rừng của đối phương như thế nào đến từ phía của Suning. Như vậy thì sẽ là hai cua dành cho hai người chơi đi rừng và sẽ không có bất kỳ sự tranh chấp nào diễn ra. Đường trên thì Bin anh ta biết rằng là lát nữa Shadow sẽ có mặt ở khu vực này. Anh ta chủ động để cho đợt lính đẩy vào ở khu vực ở trên và ta sẽ farm an toàn trong trụ. Anh Bin đã vượt qua được cái khoảng thời gian ban đầu, đó là khoảng thời gian mà cấp độ 1 anh ta chỉ có chính mình, đó chính là cái sóng âm vô ánh cướp, thì khả năng dọn đường là không có quá nhiều. Nhưng mà hiện tại về mặt chỉ số lính vẫn đang cân bằng so với Phoenix ở phía bên kia. Shadow đang tìm kiếm cơ hội tấn công lên khu vực ở trên và Bin có thể gặp hiểm rồi. Tôi thấy cái e và lính đến từ Phoenix, anh ta bấm pha vừa rồi là pha Bin rất là nhanh hộ thể và đó con lính để thư về. Nhưng pha đó là pha mà Phoenix anh ta đi ra, anh ta muốn e đối phương trước để sau đó anh ta đi lòn ra sau lưng để cho một tình huống mà hoảng sợ đối phương ngược về trụ của mình. Nhưng pha đó là pha mà dục tốc thì bất đạt đến tình phía của Phoenix và anh ta mất đi một lượng năng lượng khá là đáng kể. Tại vì bây giờ anh ta không còn bình. Ở cái lần tình huống đi di chuyển qua rừng của đối phương thì anh ta mất một lần bình, hai lần bình sau đó thì anh ta dùng để cho việc đẩy lính mà thôi. Còn bây giờ thì về nhà trước đến từ Phoenix, có cho mình thêm đó là một cái kiếm dài, một kiếm Doran, sát thương là khá nhiều nha. Bên này khá tự tin, anh ta đang cố gắng lùi về với Sọp. Bên gặp nguy hiểm, Phoenix đuổi theo, Sọp đã tới và Phoenix phải lùi về một nhịp, vẫn tiếp tục quy trung và bên hộ thể về với vòng tay của Sọp. Anh ta sẽ lùi về và dịch chuyển ngược trở lại. Pha trao đổi này thì cảm giác là bên vẫn không lỗ, còn trong khi đó khu vực đường giữa thì Angel bị tấn công liên tục, đang cũng tấn công ngược trở lại, dùng xong thú chưa tấn công, cô thú quỷ Atomy tông biến theo chỉ công đầu cho Suning. Một pha xử lý có thể gọi là hoàn hảo anh cho Angel. Anh ta có một cái nhịp xử lý mà anh ta dứt điểm thành công được đó đường giữa của đối phương. Rõ ràng là sẽ làm khi năng cá nhân rất là lớn đến từ CF của đường giữa. Trong khi đó thì Angel canh được cái nhịp này và anh ta làm mọi thứ là tốt. Có cho mình đó xong thú trưởng cùng thú quyền tốc biến theo. Tốc biến theo của anh ta là nhìn tốc biến, ta canh đối phương tốc biến trước chứ anh ta không việc gì phải vội cả. Nhưng đây là một con set có lính, và khi mà con set của bạn có lính thì anh ta có một cú e chính xác vào người của CA. Còn đây là một pha xử lý rất là căn bản từ người chơi set mà thôi. Sai lầm đến từ CA, cái giá phải trả là chiến công đầu thuộc về Angel. Có khu vườn đường trên thì vì một cái pha mà Bin tham con xe cho nên anh ta phải mất lượng máu khá là nhiều, cho đó là một pha mà có thể gia tăng lợi thế đến từ Bin. Tại vì anh ta vẫn còn lượng máu đầy đủ. Đối phương vừa trở lại khu vườn trên dịch chuyển, nếu như anh ta chấp nhận bán một nửa lượng máu của mình đổi lấy một nửa lượng máu của đối phương, thì nếu như anh ta đi về nhà thì đối phương sẽ tốn một lần bình, ta quay người trở lại khu vườn trên với một trang bị thì có thể là tạo lợi thế khu vườn trên dành cho Bin. Nhưng anh ta mất 2/3 lượng máu mà không làm gì được đối phương, tại vì tình huống chỉ tham xe mà thôi, và con xe của anh ta cũng không ăn được, nhưng mà vẫn mất lượng máu lớn sau đó anh ta đi về. Thì nhìn chung không phải là lợi thế quá lớn khu vực riêng, phải đã khu vực đường giữa sát thương là quá nhiều đến từ Angel vào người của CA. Và vừa rồi bên phía của LGD muốn đánh, nhưng mà vấn đề là CA đã bắt vào lính rồi, nên lượng sát thương dồn vào của CA trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ là không đủ vào người của Angel. Và nếu như Shadow có tiến ra đây thì sát thương cũng sẽ là không đủ, nên quyết định của LGD là bỏ Angel. Có nhịp di chuyển lên khu vực ở trên, anh ta sẽ bắt gặp được Shadow và có luôn cả hoang tưởng lao vào nhắm vào người Shadow. Shadow dùng cuồng thú quyền cố gắng chống chịu, anh ta ôm một người về, đó là vị trí của Phoenix. Phoenix vẫn đang sống, On đang cố gắng tới, Vin đang cố gắng tấn công vào người của Phoenix. Anh ta ghim sóng âm của anh cướp, dùng dư chấn đá ngược ra tốc biến theo dứt điểm và Phoenix có được mày hạ gục. Một pha xuất hiện có thể gọi là tốt đến từ Shadow. Anh ta đứng đợi sẵn khu vườn trên cho một pha băng trụ, tại vì pha đó là một pha Phoenix anh ta dùng cái lợi thế trước đó như anh nói. Anh ta tấn công vào thời điểm khi mà Bin tham con xe, một cái khoảng cách trên lệch và kinh nghiệm bắt đầu tạo ra khu vườn trên. Để rồi khi mà Bin chỉ mới cấp độ 5 mà thôi, anh ta cần sự hỗ trợ đến từ một người lên khu vườn trên, đó chính là Angel. Nhưng Angel đi lên khu vườn trên mà không có bất kỳ tầm nhìn nào khu vườn trên cả. Ta đi ngang qua Shadow, ta đi ngang qua Phoenix, và việc mà hai người tấn công một người ở thời điểm mà cấp độ 6 đó có đến từ con nó tên là sát thương quá nhiều và bắt buộc phải nằm đến tình phía của Angel.
Sau đó thì Bin có một góc tấn công và ta muốn tấn công vào người đối phương khi ta đứng gần đợt lính nơi cấp độ 6 của anh ta vừa kịp có. Cấp độ 6 có, gia tăng một lượng máu. Nhưng việc mà lượng chống chịu của anh ta là con số 0 nó khiến cho Phoenix có tình huống tốc biến theo dứt điểm thành công. Một pha gỡ mạng quá tốt khu vườn trên, nó giải tỏa bớt áp lực từ sai lầm khu vườn giữa của CA. Và phải nói là cặp đôi rừng khu vườn trên đang là điểm tựa cho LGD. Và nói về khu vườn dưới thì từ nãy giờ bộ đôi của Suning vẫn đang làm khá tốt khi mà chỉ số lính của Hunven. Đợt lính này để vào, Hunven thậm chí là vượt trên về chỉ số lính so với Kramer phía bên kia. Suning bắt đầu tiến vào việc kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực sứ giả khi mà của sứ giả đã bắt đầu ra đời. Và Sharp thì muốn tạo tác động lên khu vườn trên khi mà biết được Phoenix đang không còn tốc biến, anh ta bị làm chậm liên tục, Bin đang tiến cao, chờ đợi sóng âm. Nhưng mà nó được counter khá là tốt bởi cái màn để bao phủ của Phoenix. Một pha phòng ngự rất là tốt đến từ Lotte khu vườn trên, nhưng đây là pha tiếp cận từ Bin, ta còn cho mình đôi chiêu cuối. Và chiêu cuối đá ngược về sáng thương tạm thời là tốc biến lên đánh đủ. Nhưng mà là một đổi một ở khu vực đường trên. Tuy nhiên pha đổi này thì bên phía của Suning có lời nha. Khi mà đó là mạng shutdown, Shadow đang cố gắng tìm kiếm vào vị trí của Sharp. Nhưng mà Sharp thì rất là tỉnh, anh ta biết điều gì đang chờ đợi mình bên trong khu vực hạng sứ giả đó, nên ta quyết định là lưu về khu vườn trên, đẩy đợt lính này dành cho Bin. Và bên phía của Suning có lại một chút lợi thế. Góc đứng vừa rồi đẹp hơn đến từ phía của SOFM, cho nên ta di chuyển đến khu vườn trên, ăn trọn vẹn đặc tính khu vườn trên. Phoenix thì dịch chuyển của anh ta không có, tương tự như bên phía bên kia cũng là Bin. Thì cả hai bên cũng không dịch chuyển, cho nên pha vừa rồi là pha kiểm soát đặc tính trước đến từ phía của Suning. Bây giờ thì di chuyển ra hàng sứ giả đến từ bên phía của Suning hay không? Thì câu trả lời hiện tại là không. Còn đây là pha mà Bin quay ngược trở lại với cơ hội thể vào lính, sau đó anh ta có pha tấn công nhưng bị ngắt cái nhịp tấn công của mình khá là nhanh đến từ việc đối phương bật hoàn tưởng thành công. Đó là bật một chiếu E giúp cái tình huống mà hoảng sợ thành công đến từ phía Phoenix. Nhưng bây giờ thì Bin, một cái khó hiện tại của anh ta là anh ta đang bị chênh lệch về mặt chỉ số lính. Thêm cả là 3 điểm hạ gục dành cho Phoenix khiến những lượng trang bị bắt đầu chênh lệch giữa hai bên. Bạn hãy nhìn là có giày thép gai đến từ bên phía của Phoenix ngoài ra khu vực giữa. Vì có đánh nhau mà CA đang có chiều cuối của Angel trên người, anh ta ôm ngược về. Nhưng mà CA đây là thấp máu hơn, CA đã phải nằm xuống. Pha vừa rồi thì cái việc ôm chiêu của đó tình cờ lại cô lập CA với đội hình của LGD một nhịp và khiến cho CA nằm trong giữa ba thành viên của Suning. Anh ta nhận hoàn toàn lượng sát thương đó và kết quả là nằm xuống ngay lập tức. Nhịp kiểm soát sứ giả tình cờ lại có cho Suning. Người tiến vào trước là Shadow và có luôn cả hoàn tưởng được bật Phoenix lao vào nhắm vào người của Sharp. Sharp tốc biến theo của Phoenix. Sharp một giảm máu kích tốc lên và lùi về đường sau, vẫn đang sống. Người tới đó là Min và đã vẫn chưa tung ra cú đá, dịch chuyển ngược lại, anh ta chạy lối, nó không đủ sát thương và Angel cộng với Bin đang chạy, tốc biến của Angel hộ thể theo của Bin và hiện tại người kẹt lại là On và On nằm xuống. Bây giờ thì Hunven mới tới nhưng mà có vẻ là khá trễ rồi. Một pha mà kịp thời có mặt đến từ CA đánh vào cái hàng thông nổ khiến cho On anh ta bật ngược trở lại với cái hàng thông nổ vừa rồi, giúp cho phía của LGD có được một điểm hạ gục cân bằng và điểm hạ gục dành cho tình huống vừa rồi của LGD và họ có được con sứ giả đầu tiên trong ván đấu này. Đó là khối lượng kinh tế được cộng thêm sẽ là khá đáng kể cho LGD trong tình huống vừa rồi. Sai lầm đầu tiên đến từ CA của khu vực giữa, anh ta nghĩ rằng cái lượng chống chịu của mình là có khi có sự hỗ trợ từ Shadow. Nhưng đây là một pha 3 người đến từ bên phía của Suning. Và về cơ bản lượng sát thương của cả 3 người này là có và khả năng chống chịu gần như là con số 0 đến từ CA. Khi mà Mark tới thì CA đã lên bảng đếm số rồi. Nhưng đến cái pha sau trở ngược lại thì cái cơ sở cho LGD là họ có nhiều chiêu cuối hơn đối phương. Không còn đó chiêu cuối của Rao, không còn chiêu cuối của Angel, thêm cả đó là SOFM nữa. Không có mưa tên lửa cho nên pha tranh rất thiếu mặt sát thương dành cho phía của Suning. Và họ buộc lòng phải bỏ ở tình huống vừa rồi, họ mất đi đó là con sứ giả. Và để xem con sứ giả thả ở đâu đây. Nhưng bây giờ thì là thời điểm LGD họ muốn đánh khu vực hang rồng. Họ muốn tấn công hang rồng này khi mà họ đang có lợi thế về người khu vực dưới. Bây giờ thì mình biết LGD vừa cầm sứ giả, họ không cần tận dụng con sứ giả này để có thể tiến vào việc kiểm soát hang rồng mà họ vẫn có được con rồng này. Khi mà bên phía của Suning bị đẩy khu vực nửa dưới bản đồ, nhịp kiểm soát là tốt và LGD sẽ cân bằng về rồng. Họ có thêm con sứ giả để có thể tận dụng thêm lợi thế với nhịp đẩy như thế này ở khu vực nửa dưới bản đồ. Nhưng mà quyết định đến từ bên phía của LGD sẽ là không vội. Họ hoàn toàn có thể cân nhắc việc kéo người ra khu vực nửa giữa và thả sứ giả khu vực giữa. Việc có đông thành viên sẽ có thể giúp cho bên phía của LGD có được trụ một khu vực giữa sớm. Phút thứ 12 của ván đấu, chênh lệch về tiền giữa hai đội là 1.000 tiền. LGD dẫn trước sau đối phương. Khúc vườn trên thì bạn thấy là khoảng chênh lệch đó là 1.200 tiền. Một khoảng cách tương đối là lớn giữa hai chơi khu vườn trên khi mà cấp độ chênh lệch cũng là hai cấp độ giữa Phoenix và Bin. Quả thật mà nói đây là một ngày thi đấu phong độ không cao của Bin.
Ván đầu tiên thì chọn kèo dành cho anh ta, ta chọn đó là Raton. Anh ta chọn đó là con quen ở đầu với Raton. Anh ta bị hủy diệt hoàn toàn ở khu vườn trên. Tác dụng của anh ta không phải là quá nhiều. Còn ván đấu này thì anh ta đưa quyền chọn kèo nha, con Seth hoặc là Lee Sin để kèo với Raton, để kèo bên Nocturne phía bên kia. Tại vì bên phía bên kia thì gần như rất là khó cho con Slash khu vườn trên, chỉ thay Nocturne khu vườn trên mà thôi. Nhưng chọn kèo như thế này thì anh ta vẫn đang làm không thực sự tốt khu vườn trên. Những cái sai lầm về mặt thời điểm tấn công chọn cho mình đó là cách nâng chiêu, nó cũng không thực sự hợp lý đến tình thế của Bin. Bây giờ là cơ hội để cho bên phía của LGD có thể khai thác ở khu vực nào đó khi họ đang cầm sứ giả. Có vẻ là họ muốn tới công khu vực đường trên khi mà Bin hiện tại đang yếu hơn Phoenix rất nhiều. Và khi mà đẩy mạnh được lợi thế cho một con Nocturne như thế này thì cái khả năng tác động ra các khu vực đường khác là có đến từ Phoenix. Trong khi đó khu vực đường giữa là Enzo và Jay liên tục có được sự hỗ trợ đến từ hai người chơi hỗ trợ của mình. Nhưng mà hiện tại thì sinh thế trận khu vực đường giữa vẫn đang khá là cân bằng, chỉ có khu vực đường trên chắc chắn sứ giả này sẽ là trụ đầu dành cho bên phía LGD. Và Bin đang chịu thua thiệt cực kỳ lớn. Một cái khoảng cách chênh lệch bắt đầu tiếp tục gia tăng, 5.800 tiền của Phoenix so với lại 3.900 tiền của Bin. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người chơi khu vườn trên gần 2.000 tiền. Nó là 2/3 cái lượng tiền cho cái trang bị thần thoại. Bây giờ thì về nhà chắc chắn có trang bị thần thoại anh cho Phoenix. Sau khi đó phía bên kia thì sẽ có một khoảng thời gian nữa để Bin nâng cấp cho mình đó trang bị thần thoại. Về lượng tiền thì 4.000 tiền các bạn đã đủ rồi để có thể nâng cấp trang bị thần thoại, nhưng anh ta phải mua cho mình nó cái giày nữa, thế là giày thép gai hoặc là giày thủy ngân chẳng hạn, để có thể nâng cấp cho mình khả năng tốc độ di chuyển được gia tăng, để ít nhất là anh ta an toàn. Còn trang bị thần thoại với hai xạ thủ thì Kramer có cho mình đó nọ tử thủ. Một ván đấu ra anh ta nghĩ là cái lượng sát thương phía bên kia là quá nhiều. Với Aphelios thì móc diều thủy quái là một trang bị gần như tối ưu nhất cho Aphelios, nhưng nọ tử thủ cũng là một trang bị tôi nghĩ là tương đối ổn cho Aphelios. Tại vì việc mà bạn có được cái khoảng thời gian bạn gây sát thương, bạn gây sát thương liên tục với cái việc có chinh phục trên người cũng đã là cái sát thương rất là nhiều với cái Aphelios rồi. Và cứ sống càng lâu, gây được sát thương càng nhiều, đó là điều mà Phil Kramer mong muốn. Chứ anh ta cũng chẳng muốn cho mình đó là một việc thủy quái, để rồi nếu như bị con Lee Sin đá ngược trở về không được chơi thì lại còn tệ hơn. Rồi bây giờ thì bên phía của LGD vẫn đang cố gắng duy trì cái lợi thế của mình khi mà họ tiếp tục duy trì mặt là đưa Phoenix ở khu vực đường trên, nhưng mà Sharp muốn gỡ gạt lại cho Bin ở khu vực đường trên bản đồ. Sát thương của Bin vẫn sẽ là có khi mà anh ta đã hoàn thành cho mình đó chính là cái chuyện hấp huyết rồi. Mưa tên lửa được rải ra, có vẻ nó không đẹp nhưng mà đã làm chậm thành công ép tốc biến của Phoenix. Phoenix lùi về, dùng tắt đèn và cố gắng chạy, hạn chế tầm nhìn. Đồng đội của Phoenix đã tới, anh ta vẫn đang sống. Và đây là ba thành viên của LGD hỗ trợ thành công cho Phoenix. Người tới là CA, còn đây là Enzo. Anh ta tấn công giữ chân Enzo ngược trở lại, tốc biến ôm ngược về và Enzo một lần nữa nằm xuống. Enzo đang làm khá tốt trong trận đấu này. Và tốc biến ngược trở lại, tấn công của Shadow sẽ chưa đủ, sợ vẫn đang sống. Shadow không còn tốc biến, anh ta dùng lôi thần giáng thế cố gắng lùi về, đường dưới đã có trụ. Shadow đang bị tấn công, tốc biến lên đá vô ảnh cướp và Shadow lại một lần nữa nằm xuống. Đó là mạng tiếp theo dành cho vị trí của Enzo. Trong khi đó khu vườn dưới thì Hoàng Tung mất cho mình đó là cái bản năng sát thủ để đào thoát tình huống vừa rồi thì phải, trước từng tấn công đến từ bên kia. Tại vì Kramer và thêm cả Mark, cả hai người đều không mất cho mình nơi chiêu cuối phép bổ trợ nào cả. Bên phía này thì Hoàng Phân chỉ mất đúng một chiêu cuối mà thôi. Có được xem là tình huống này đây là tình huống mà Phoenix là công kẻ được thời gian rất là dài bằng cách là dùng cho mình đó là cái khoảng thời gian mất cho mình nơi chiêu cuối. Có chuyện phản kích giúp cho anh ta đào thoát thời gian rất là xa. Nhưng phía này là một góc đá không thực sự đẹp đến từ Bin. Nhưng sau đó là tình huống lại một lần nữa là sai lầm đến từ CA. Và phải nói rằng ngày thi đấu mà rất tốt đến từ Angel. Tốc độ phản ứng của anh ta rất nhanh cho tình huống tốc biến với đấu trường hủy diệt ôm ngược Angel, CA ngược trở về. Và dứt điểm thành công được đó là CA. Mặc dù sát thương cuối cùng đó là Bin, nhưng mà phải thấy rằng cái đóng góp từ Angel từ nãy giờ trong ván đấu này là đóng góp rất là cao. Nó giữ lên cái mặt thế trận nhìn từ Suning khá là nhiều. Như vậy thì bên phía của Suning mặc dù là họ có được hai mạng hạ gục vừa rồi nhưng họ đã mất đi đến hai trụ và khoảng cách chênh lệch về tiền vẫn đang hiện hữu là hơn 1.000 tiền. On anh ta đang gặp áp lực ở khu vực giữa. Rồng tiếp theo của Bano sắp ra đấy là linh hồn rồng lửa. Bên phía của Suning muốn đánh tốc biến lên em tốc biến của Ramon. Ramon đã lùi về, mưa tên lửa rải ra và cấu máu hai thành viên của LGD. Phải lên tầm nhìn tung ra ánh trăng dẫn lối kết hợp với súng lục trường giữ chân hai thành viên và Ramon có được mạng hạ gục. Bờ sọ bấm đồng hồ, pha chiêu cuối khá đẹp nhưng mà Enzo cuối cùng cũng đã phải nằm. Là hai đội một dịch chuyển còn trở lại, tốc biến lên đến từ vị trí của mình. Anh ta đang cố gắng bắn lùi về một nhịp. Khả năng over đến từ bên phía của Sunny vẫn là có một thành công đến từ vị trí của Mark. Và hiện tại Bin đang gặp nguy hiểm, anh ta lướt về với hậu thể. Là vẫn là tình huống hai đội một dành cho bên phía của LGD.
những đóng góp của Vin thật sự là không có trong những pha tranh vừa rồi, dịch chuyển xuống của anh ta thì cơ hội ta bơm được máu đầy như vậy. Nhưng cú sóng âm của anh ta lại không trúng bất kỳ một người nào cả. Còn trong khi đó thì trước đó pha tranh mà phía của Oi muốn rất cũng gây bất ngờ bằng cách là tấn công vào Kramer, nhưng Kramer rất nhanh ở tình huống vừa rồi. Nhưng bây giờ là con rồng thứ ba của ván đấu, Enzo đã đổ máu trở ngược lại rồi. Bên phía bên kia thì Phoenix thêm Casado, phía bên ngoài Phoenix rất là khỏe nha, Phoenix vô cùng khỏe. Đây là tình huống ôm và Phoenix bị ôm, Phoenix bị tấn công một đòn bắn nữa, tiên tri kích chuẩn xác, mưa tên lửa rải ra rốt vào người của Mac, Mac bị làm chậm một đòn bắn nữa đến từ vị trí hình mình, đã có được mạng, Enzo là người có mạng, rồng vẫn còn đang ở đó và ôm khá là tốt, cô thú quyền chưa có bị hạ gục. Đây là một tình huống 3-4 bên phía của Suning vẫn đang là đội có lời về người và CA đang bị kẹp giữa hai thành viên, nhưng mà Hunter thì cần phải chạy vì sát thương CA là khá nhiều. Cuối cùng CA lùa được Hunter ra, Enzo là người giữ đam của con rồng, Hunter sẽ tìm cách trở lại với người đồng đội của mình và CA ở đây rất căng thẳng tìm kiếm Hunter. Hunter né rất tỉnh mặc dù không có tầm nhìn của CA ở dưới, nhưng mà bây giờ thì Hunter có vẻ là bên phía của Suning bỏ khi mà áp lực của CA là khá nhiều, tuy nhiên kích nó không cướp được rồng. Đây là con Salad có hai bùa và bên phía bên kia thì con Seth. Bạn phải biết con phao tranh mà khi con Seth không có những mục tiêu xung quanh, không có lính thì rất khó cho con Seth có một tình huống mà có thể làm choáng thành công đối phương được. Gần như là chắc chắn là không thể tình huống vừa rồi. Và hoàn phần là tốc biến không còn, nếu như dính một tình huống mà săn bắt đến từ đối phương thì thôi, khả năng ta bị nằm xuống rất cao, cho nên họ chấp nhận bỏ con rồng để giữ cái lợi thế về điểm hạ gục tình huống vừa rồi. Vin có cú đá là dính vào đó là cái lớp lá chắn đến từ con nó tơ, nhưng may mắn cho anh ta đó là Enzo và hoàn toàn làm rất tốt tình huống này với lượng sát thương dược, và đó là Phoenix. Phoenix không có bất kỳ một cái tình huống vừa rồi cả. Nhưng mà anh thấy rằng cái nỏ tử thụ nó giúp cho phía của Kramer được chơi và anh ta đã gây được một lượng sát thương gần như là tối đa mà ta có thể, một cái lượng sát thương rất nhiều giúp anh ta có những điểm hạ gục bây giờ với lượng trang bị hiện tại, nhìn chung là khỏe đến từ Kramer rồi. Cái điều quan trọng LG muốn đó chính là con rồng thứ ba trong ván đấu này, họ có được hai rồng, một rồng đất và một rồng lửa. Thôi đó thì cái thế trận hiện tại và nói rằng đang là khá cân bằng từ cả hai bên. Với Suning thì họ có thể thua một xíu về lượng tiền, nhưng họ có một con Seth và con Kai'Sa để về sau ván đấu, và đặc biệt là cái phong độ thi đấu hiện tại đến từ Enzo là cực kỳ cao. Đấy là phong độ rất là bay đến từ bên phía của Enzo. Sư giả đang nằm trong phần tranh chấp và bên phía của Suning có được con sư giả với tình huống rừng bàn tốt hơn, và Enzo giữ chân được Mac. Mac bốc vào tường, đây là Bin lao vào, Mac bấm đồng hồ chờ đợi đá Mac về, và Mac nằm trong nắm thành viên của bên phía Suning. Anh ta vẫn đang sống, cố gắng lùi về kích giáp lên, và Bin lại là người nằm lôi thần giáng thế lao vào và giữ chân rất đẹp đến từ On. Và Bin cộng với vị trí Enzo đã có một tình huống ôm cực kỳ tốt. Bên phía của Suning vẫn đang đánh, On vẫn lao vào tuyến sau với bàn tay sát thủ, anh ta khiến cho hàng viên của Enzo khá là thấp bóng. Sợp đang solo với CA, sát thủ của Sợp đã nhiều hơn và CA là người nằm xuống, tuyên truyền kết tung ra nó chưa đủ sát thương. Enzo vẫn đang lao lên tốc biến lên dùng cô thủ quyền và sau đó giữ giữ cho hàng viên, nhưng không có đủ nhịp để cho Suning bắt kịp. Và kết quả pha giao tranh này bên phía của hai bên là 3-3, nhưng sư giả thuộc về bên phía Suning. Suning có được sứ giả để xem rằng mắt sứ giả họ có lấy được hay không mà thôi. Trong tình huống này bây giờ thì Kramer đã hồi được máu rồi, Kramer có sát thương từ phía ngoài nha, có mắt đến từ Kramer bắn liên tục và đó là hoàn phân. Nhưng chiêu cuối của SOFM hồi lại, mưa tên lửa hồi lại, cho nên đây là hai người hoàn toàn có thể thắng, đó là một người khu vườn giữa của đối phương. Nhưng vừa rồi là các pha bạn thấy được cái lượng sát thương, một con Aphelios không cần cho mình đã móc gì thủy quái, chỉ với nỏ tử thủ mà thôi nó vẫn đủ sát thương những điểm bị thấp máu đến từ bên phía của Suning. Bây giờ thì bên phía của LG vẫn tiếp tục tấn công vào trụ khu vực đường giữa. Khi mà đợt lính vừa hết, con rồng tiếp theo của ván đấu còn rất lâu nữa mới ra đời, nhưng mà LGD vẫn liên tục duy trì áp lực ở khu vực đường giữa để khiến cho bên phía của Suning gặp bất lợi trong việc di chuyển. Và Suning đang cần có thời gian để có thể lùi về. Nãy giờ Enzo là người ăn được nhiều mạng nhất, và anh ta có vẻ đây là người giàu nhất đến từ bên phía của Suning khi có được 7 mạng hạ gục. Trong khi đó thì bản thân Hunter sau hàng loạt tình huống trao đổi vừa rồi, anh ta chỉ có một mạng hạ gục mà thôi và 6 mạng hỗ trợ. Lượng kinh tế của Hunter có vẻ là sẽ không thấp, nhưng nếu như anh ta có được thêm nhiều mạng hạ gục hơn thì có vẻ bản thân của Hunter sẽ đạt được ngưỡng sớm hơn một chút. Cái điều mà LGD có bây giờ chính là cái lượng sát thương trên diện rộng của họ đến từ Aphelios rất là cao. Đi về nhà lần này thì chắc là có được hai mảnh lớn đến từ Kramer và một cực kiếm. Cần vượt kiếm dành cho Kramer để có thể gia tăng lượng sát thương tối đa từ phía sau đến từ LGD, tại vì dạng tuyến đầu của họ chống chịu rất là tốt rồi. Chuẩn bị có cho mình đó là đồng hồ cát đến từ Shadow thì phải. Và nếu như có đồng hồ cát thì công cụ mở tranh dành cho anh phía LG sẽ là khá nhiều. Mark cũng đang hướng lên đồng hồ cát trên nhà để có thể có được thêm một khoảng thời gian cầu kéo. CA thì đã có những cái mảnh nhỏ.
Đây là ván đấu mà CA khá là thọt tại vì cả hai bên đều bước vào những pha tranh, nhưng đến giai đoạn giữa ván đấu như thế này thì cái lợi điểm nho nhỏ đến từ con Salad vẫn là khả năng đẩy đường nhỉnh hơn một xíu so với là con Seth. Và thấy rằng lính của các đường đơn của cả hai bên đều không có nhiều, đến từ việc là cả hai bên rất tập trung những pha tranh. Finish 187 lên phút thứ 23, pin chỉ là 143 mà thôi. Đây là con số tôi nghĩ rằng không thực sự tốt tí nào với một cuộc chơi đường đơn. Angel có 146, CA là 171. Những con số tương đối là hạn chế ở thời điểm phút thứ 23 của đấu khiến nhiệt độ trang bị của họ không thực sự là tốt. Bây giờ thì vừa về nhà từ các thành viên bắt đầu bổ sung trang bị lớn thứ hai đã có rồi. Ông Woodstruck đến từ pin thêm cả là Angel, cái đó phía bên kia thì Phoenix với lượng tiền giàu hơn một xíu sẽ có cho mình thêm cả đó cái áo choàng gai. Về cái lượng chỉ số lính thấp của Angel thì có vẻ là do anh ta nhường farm cho Hunfen và Sop khá là nhiều, cho nên Sop đang có một cái lượng chỉ số farm vượt trội hơn rất nhiều so với Shadow phía bên kia. Bây giờ con rồng thứ hai ván đấu chuẩn bị ra đời. Rồng này sẽ là một con rồng tiền đời dành cho phía của AZ nếu như họ có được, nhưng mà bên phía Angel đang bắt đầu đánh. Angel có tình huống lao lên và ép cho bên phía của AZ gặp một vài nguy hiểm. Đường giữa vẫn liên tục là động thế đẩy trước đến từ bên phía của LGD, và Sunin thì lại đứng trước bên trong hàng rồng. Một mình Hunfen là người giữ vai trò đẩy lại đội lính ở khu vực đường giữa. Và hiện tại rồng đã bắt đầu ra đời, hai bên từ 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 tốn tiến vào hàng rồng. Sunin kiểm soát tầm nhìn trước bật máy quét. Phoenix đứng ở góc bên phải của bản đồ, anh ta tìm kiếm cơ hội để có thể tấn công. Đã bắt đầu đi ra, rồng đang được ăn. Rồng còn 2.000 máu, rồng 1.000 máu, rồng dành cho bên phía của Sunin. Và LGD có vẻ là quyết định họ đang muốn bỏ. On là người đi trước, ba thành viên còn lại của Sunin rất lực lưỡng đi sau để có thể hỗ trợ cho Hunfen có được cái nhịp ra khu vực đường giữa. Và kết quả là sau pha trao đổi vừa rồi thì bên phía của Sunin có lợi khi mà họ có được hàng rồng và họ an toàn rút về. Pha vừa rồi là pha bên phía LGD họ không muốn đánh ở khu vực hàng rồng tại vì tầm nhìn đến từ phía mát không còn nữa. Một cái việc trao đổi từ cả hai bên là cái lượng tầm nhìn chiếm được nhiều hơn đến từ phía của Sunin. Họ có được hai mắt kiểm soát ở cái bụi gần trụ nhất khu vực giữa, thêm cả là bụi ra khu vực hang rộng đến từ phía đội 1. Và không có tầm nhìn như vậy, LGD không dám bước ra cho cái góc, mà nếu như bạn bước ra góc lỗi như vậy, con Reo mà mở đầu phao tranh mà không có khả năng đào thoát đến từ Kramer mà nằm đầu tiên là đó phao tranh thất bại. Và một thất bại ở phao tranh phút thứ 24 ván đấu đồng nghĩa việc bạn là mất Baron. Cho nên họ không đánh đổi một pha tranh với một con rồng chỉ là rồng thứ hai cho Sunin bằng một pha tranh có thể kết thúc ván đấu. Và cái pha vừa rồi là pha mà LGD muốn tấn công được nhất khu vực đường giữa, nhưng cái đợt lính cũng không phải là quá lớn cho họ ăn được nhất khu vực đường giữa. Và bây giờ thì 26 phút trôi qua, đĩa gục nó chênh lệch là 13-12 nghiêng về trên phía của Sunin. Một đĩa gục chênh lệch không phải là quá lớn, khoảng cách chênh lệch về tiền nó thuộc về LGD, nó chỉ là khoảng cách đó là con số 2.000 tiền mà thôi. Và 2.000 tiền cũng như là con số rất là nhỏ phút thứ 26 ban đầu nếu bạn chia đều ra tất cả mọi người, nhưng nó đang có những chênh lệch nhất định là khu vực chơi đến từ Phoenix đã có sự nhỉnh hơn. Nhưng ở khu vực đường giữa và đường dưới thì phần nào đó anh phía của Sunin cũng đang làm tương đối là tốt, nhưng áp lực bây giờ sẽ được gia tăng với việc là Kramer đã hoàn thành cho mình đó là cái bộ cực kiếm. Ba món trang bị trên người của Kramer và áp lực của anh ta là rất lớn, kết hợp với súng thanh lý thời điểm hiện tại thì cái lượng sát thương anh ta gây vào người các thành viên yếu máu bên phía Sunin là rất nhiều. Pha vừa rồi một lần nữa là Mac kéo trượt. Hiện tại thì mặc dù chưa có cớ gì để có thể đánh nhau, nhưng mà hai bên vẫn đang liên tục tấn công ở khu vực đường giữa. Người tấn công trước là LGD, họ đẩy đường đội lính khu vực đường giữa, bơ tên lửa đẩy ra, họ quyết tâm lấy được cái trụ khu vực giữa, lôi thần giáng thế lao thẳng vào. Đó là vị trí của Shadow, một người thấm máu, đó là Odd, anh ta nằm xuống mà không kịp làm gì cả và lao vào đến từ Phoenix khá là cô độc. Anh ta tạm thời rút về và tạm thời thì bên phía của LGD hài lòng với một mạng cộng với một trụ. Lượng sát thương bây giờ là nhiều hơn đến từ phía Kramer. Bạn thấy rằng cái đứng từ phía sau gây sát thương liên tục và anh ta có lượng sát thương khổng lồ. Với một pha mở chủ động đến từ LGD, họ có được cái lợi thế trong việc là họ ngăn chặn từ trụ đối phương với lần thời gian thế. Và thêm cái là khả năng cướp chuyện của pha dịch chuyển đến từ phía của Sunin. Angel đang ra, tóc biến anh ta không còn, nên cơ sở tiếp cận là không có. Và cái góc đi của LGD là cũng là rất tỉnh, khi mà họ không đi về cái hướng mà bên phía của LGD có thể gặp bất lợi và họ đi về cái hướng rất xa. Họ lùi về thành công. Và bên phía của Sunin với pha dịch chuyển vừa rồi thì chắc cũng chỉ dùng để kiểm soát tầm nhìn và cố gắng là đổi lại một chút tầm nhìn quanh khu vực hang Baron mà thôi. Các bạn thấy rằng bây giờ đội hình của LGD rất là dễ để mở. Họ có khả năng cướp chiêu cuối từ CA. Vấn đề là muốn cướp chiêu cuối gì mà thôi. Nếu như bạn có thể cướp chiêu cuối từ Rumble, bạn quét đối phương ra phía đằng sau không cho đối phương lùi về với lượng sát thương lớn đến từ CA như thế này.
và có khả năng giữ cái trụ lại đến từ Shadow. Và thêm cái đã bật cho mình đó là hoang tưởng của Phoenix nữa. Và sát thương dàn sau bây giờ là quá nhiều của Kramer so với một lượng sát thương thì trang bị hơi hạn chế đến từ Hoàng Phân. 7 điểm hạ gục so với là chỉ 1 điểm hạ gục mà thôi. Và cái áp lực Baron bây giờ sẽ là khá lớn dành cho anh Kusunin. Vớt của Aphelios như thế này chuẩn bị có cho mình khả năng khá cao có thể là cái nỏ thần Dominic. Thì cái lượng sát thương bây giờ không có thành viên ở bên phía Suning chống chịu được cả. Cách duy nhất mà họ có thể làm bây giờ đó là dồn hết tất cả mọi thứ vào và giết chỉ thành công được Kramer. Khi mà Kramer không có khả năng đào thoát bằng khăn nghệ thuật hoặc lỡ ta hỗ trợ, thì nếu như dính hiệu không chế đến từ Angel hoặc là On thì khả năng nằm của ta là cá cao. Hiện tại thì cái lượng đồ này hoàn toàn bắn vào bất kỳ ai đến từ bên phía của Suning. Bên phía của Kramer vẫn có được lượng sát thương cực kỳ lớn. Và Angel, món trang bị thứ ba của mình, anh ta lên cho mình là một cái giá cây ngục để chuẩn bị lên, đó chính là cái khi Maradon để có thể giảm tải cái lượng sát thương mà Kramer gây ra ở trong các đòn bắn tiếp theo. May là Kramer anh ta lên cho mình là đối thủ để có thể đảm bảo cái sự an toàn. Nếu mà anh ta lên cho mình phóng dịch thứ quái thì cái lượng sát thương gây ra của anh ta ở đầu ra sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái nọ đối thủ nó vẫn có cái lợi của nó, đó chính là việc đảm bảo cho Kramer cực kỳ an toàn trong các tình huống giao tranh, trừ khi anh ta mắc một lỗi cực kỳ nặng mà thôi. Còn trong khi đó phía bên kia, cuối cùng thì Honfen cũng đã hoàn thành xong cho mình là món trang bị thứ ba để chuẩn bị bước đến giao tranh ở khu vực hang rồng. Kramer đã bắt đầu lên cho mình một mảnh của cái nỏ thần Dominic để có thể gia tăng khả năng xuyên giáp của mình. Tại thì lượng đồ của Kramer thật sự là không hề ít. Đây có thể là pha tranh then chốt dành cho cả hai bên. Suning đang gặp những khó khăn nhất định và họ bắt buộc phải tìm kiếm được Kramer, chứ nếu để Kramer bắn thì mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn cho Suning. Trong khi đó bây giờ thì LGD tất cả mọi thứ mà LGD sẽ làm là đứng xung quanh bảo vệ dành cho phía Kramer để bắn được. Phoenix có thể dùng cho mình nơi chương cuối khởi đầu để thể ngăn chặn gốc vào đến từ của Suning, tại vì họ sẽ không thấy được Kramer đứng ở đâu. Những người ở phía sau vẫn có khu vực tầm nhìn rất là hạn chế nhỏ nhỏ mà thôi, bạn không định được sao đối phương đang di chuyển theo hướng nào. Khi đã phương bật hoang tưởng như vậy, Shadow hoàn toàn có thể dùng cho mình là thời gian thế để ngăn chặn cái khả năng băng vào đến từ On và thêm cả đó là tình huống mở từ Mark nữa. Đồng hồ các Zonya sắp sửa có thì phải khi lượng người ta về hoàn toàn thế và thành đồng các Zonya. Với cái đồng hồ này thì cái khả năng câu giờ của anh ta dàn tuyến sau và khả năng mà anh ta giữ chân lại đối phương cũng có. Nhưng tiền thì có vẻ như anh ta hơi nghèo so với ván đấu này. Còn không biết là liệu khi nào Kramer hoàn thành cho mình đó là cái nỏ thần Dominic nữa, khi mà cung xanh đã có trên người của anh ta rồi. Bây giờ thì với cái nỏ thần Dominic thì 4 trang bị lớn với con Aphelios, thì bạn vẫn phải biết rằng sát thương của con Aphelios luôn luôn là nhiều trong bất kỳ pha tranh nào. Nhưng bây giờ làm sao được tấn công? On bị làm choáng và On mất rất nhiều máu sau tình huống cấu rỉa vừa rồi đến từ bên phía của LGD. Sóng âm không vào ai cả của Bin, và từ nãy đến giờ thì tác động của Bin vẫn là chưa đủ lớn. Bin một lần nữa tìm kiếm CA và lao vào trước của Mark. Anh ta có thể là một tiền đề tốt để cho bên phía LGD tấn công, nhưng đây là CA lao vào tấn công vào người của Bin. Phía bên ngoài thì Shadow đang bị tấn công khá là nhiều. Phoenix không phải sao thành công. CA vừa báo đồng hồ, đèn được tắt, nhắm vào ai đây? Có vẻ là nhắm vào của anh Vân Trang. Không, câu trả lời vẫn chưa tung ra. Đèn đã hết hiệu lực rồi. Và bên phía của Sinning đánh ngược trở lại với pha lao vào con. Vị trí của anh Vân lao vào anh ta không băng được, nhưng hai xạ thủ đều đã phải nằm xuống. Có lợi là giao tranh trong pha này dành cho bên phía của LGD khi mà họ liên tục có được những màn hạ gục và kết quả là quét sạch cho LGD. Một pha tranh mà phải nói rằng CA cộng với cái Shadow làm rất là tốt tình huống vừa rồi. Khởi đầu là Kramer vô cùng chưa cứu, anh ta không trúng vào ai. Có một pha mở tốt với từ On để sau đó giữ thành công được, đó là Kramer phải mất cả hai cái hỗ trợ. Nhưng có một pha tiếp cận ra dàn sau đến từ Kramer, đến từ Hoan Phân. Mặc dù là Hoan Phân bắn thành công được Kramer, nhưng Hoan Phân cũng phải đổi mạng ngay lập tức. Thì đó là pha đổi không lờ tí nào đến từ bên phía của Suning cả, tại vì Angel đã mất hết tất cả những công cụ. Bin có một ngày thi đấu rất tệ với con Lee Sin như thế này. Và đây là kết thúc ván đấu dành cho phía của LGD. Họ không việc gì phải quan tâm bên phía kia làm gì cả. 4 người đánh nhà sẽ là chiến thắng thứ 3 tại một giải mùa hè dành cho phía của LGD trước Suning. Tỷ số là 2-1 cho LGD. Nỗ lực trong pha cuối cùng đến từ bên phía của Suning là có, khi mà họ đã có một con rêu lao vào cực kỳ đẹp, giữ chân được 3 đến 4 thành viên. Mà pha lao vào của Hinh Quân vẫn đang là hơi vội, khi mà anh ta lao vào và mang theo cho mình là một cái thủy lôi tập trung trên người, thì khi mà có được tình huống phải ra sát thủ lên công thì lại bị hất tung ngay lập tức, rồi sau đó là bị hủy diệt. Mặc dù bản thân của Kramer cũng nằm xuống, nhưng
nhưng mà lượng sát thương còn lại đến từ bên phía của LGD là vẫn còn, đó là Silas với cái lượng đồ cũng không hề ít. Và ngay lập tức là chiến thắng trong giao tranh dành cho phía LGD, họ kết thúc ván đấu và có được chiến thắng với tỷ số là 2-1. Ngày thi đấu rất là tốt đến từ bên phía của Shadow, đến từ CL và thêm cả là Phoenix. Xuyên suốt cả ba ván đấu thì phải nói rằng Shadow giữ cái phong độ rất là cao. Trong khi đó thì CA với là Phoenix có những thời điểm những người chơi này mắc sai lầm, nhưng tụ chung vẫn là một ngày thi đấu phong độ khá là cao so với phía bên kia. Phoenix có một ngày thi đấu trên cơ hoàn toàn so với là Vin. Có những thời điểm Angel với kỹ năng cá nhân, với sự tự tin của mình thì anh ta làm tốt hơn là CA, nhưng kinh nghiệm là thứ mà CA có được trong pha tranh vừa rồi. Anh ta biết cách để gây sát thương với một con sải lá khi không bị nhắm tới, và LG đã có chiến thắng chung cuộc. Và Kramer, mặc dù anh ta bị nhắm tới rất nhiều lần như vậy, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn đóng góp được cái phần sát thương rất lớn trước khi anh ta nằm xuống, giúp cho thắng lợi cuối cùng thuộc về LGD. Họ có được chiến thắng thứ 3 tại mùa giải này, và như nói mục tiêu của họ chính là chiếc vé tới vòng playoff. Mà có vẻ như những trận thắng như vậy đang giúp cho cái mục tiêu của họ đang gần hơn bao giờ hết, những trận thắng trực tiếp với những đội đó ở những cuộc cạnh tranh bên phía của LGD. Trong khi đó thì Suning, sau một thất bại 0-2 trước EDG, họ tiếp tục nhận thất bại đó là 1-2 trước LGD. Sau thất bại 0-2 trước EDG thì tiếp tục nhận thất bại đó là 1-2 trước LGD. Có vẻ như những khó khăn đang đến bên phía của Suning, và một mùa hè sẽ vô cùng cam go cho ESOFN đồng đội. Đây chỉ mới là trận đầu tiên trong ngày mà thôi, chúng ta vẫn còn đó là hai trận của đầu tiếp theo sẽ là của đầu giữa IG và LNG, và khi đó hãy đợi Việt Nam LPL Official trở lại.